Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tiệm máy nổ Hoàng Dân. Thì bây giờ tiếp tục hàng về nữa anh em ơi. Thì bây giờ gần cuối năm rồi. Đó, cuối năm mà tranh thủ lấy hàng thêm về bán anh em ơi. Thì ở đây có một con này F8 chuỗi nè anh em. Đó, em hàng này cũng còn rất là im nha. Này hàng quá trời luôn anh em ơi. Dung trùng luôn, đầy một xe luôn. Đó, nó cao lên tới mui luôn anh em. Thì ở đây có một con Audit 13. Con này còn rất là đẹp nha anh em. Đây để em đứng lên cho anh em xem. Rồi em xuống hàng xong rồi em sẽ quay thêm cho anh em xem nha. Đó, trong đó còn một con nữa. Đó. Ở đây có một cái vàng IS nè anh em, mà không biết vàng này IS mấy. Để lát nữa xuống hàng xong rồi em sẽ cho anh em xem nha. Dưới đây có một bộ nguyên một bộ nè anh em. Cái này là bộ IC. IC mấy không biết luôn. Chắc IC 50 anh em ơi. Cái này nó ghé đầu máy là ở đến 50. Cái bộ này thì em thấy còn rất là đẹp nè nha anh em. Rồi, bây giờ để bắt đầu xuống hàng xong rồi em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Anh em nhớ đón xem nha. Rồi anh em ơi, đó thì giờ chậu chật quá xuống bớt mấy con máy anh em ơi. Đây là bộ IC50 nha anh em. Cái này nó ghét đầu máy là ở đất 50 luôn nha. Đây. Ủa con máy này còn rất là đẹp luôn anh em. Mới tinh luôn nha. Trường hơi dơ nha. Đó, đuôi nè.
Ủa, bộ này còn rất là mới nha anh em. Đây, số bộ này còn rất là đẹp luôn nha. Rồi đây đang kiểm tra gân sới luôn anh em ơi. 2, 4, 6, 7, 14 răng anh em ơi. Đó, răng sới của bộ này là 14 răng nha. Rồi đây hồi nãy có cái đầu máy ở đất mà ở đất 130. Đây. Cái này em gắp lên vàng luôn anh em ơi. Này là gắp lên vàng nguyên bộ luôn. Thì cái vàng này là vàng IS13. Cái này IS13Z nha anh em. Đây. Đây con sườn này cũng còn rất là đẹp nha anh em. À. Mặt số là còn rất là rõ luôn. Đây, quá trời đẹp luôn em. Đẹp giáo ăn luôn em. Rồi bây giờ để em kiểm tra gân sới luôn nha anh em. Bốn răng anh em ơi. Cái bộ vết 13 này là 24 răng nha. Đó, rồi trên xe còn anh em ơi, còn mấy bộ nữa. Chỗ chặt quá, giờ gáp máy vô cho nó chạy ra ngoài trước rồi đặng xuống mấy cái vàng này. Ở đây cũng còn một bộ vàng IS nữa nè anh em. Đó, nó cũng có gắn đầu máy nữa nè. Cái đầu này chắc cũng IS 13 rồi anh em ơi. Đây bên đây cũng vàng IS đó nha anh em. Rồi trong đó một vàng KM. Đó, rồi anh em nhớ đón xem nha. Bây giờ để chạy mấy cái này vàng này ra trước. Đây thì cửa hàng chúng em còn rất là nhiều nha anh em. Rồi anh em ơi. Đó, nãy giờ xuống hàng xong rồi nè anh em ơi. Thì ở đây cái bộ này là bộ KM nha anh em. Hôm nay về toàn mấy vàng khủng thôi anh em ơi. Ở đây có thêm hai bộ ZK. Ơi xin lỗi anh em, cái này là IS 13. Đây, IS 13 nha anh em. Cái này nó gắn đầu máy là ở đất 130 luôn nha. Đây con bên đây cũng vậy luôn. Con này thì chưa bắt cái chữ A nó vô anh em ơi. Đây bộ này cũng còn rất là đẹp nha. Nó giờ chỉ cần bắt vô thôi là chạy ra. Thì mấy cái bộ ZK IS 13 này á anh em. Thì mấy cái bộ này răng sới của nó là 24 răng nha. Con KM thì để em xem lại cái đã. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Cái bộ KM này nó 21 răng thì nè anh em ơi. Đó, một KM này là 21 răng nha anh em. Đây con này cũng trăm ở đất 130 nha anh em. Chứ hồi nãy có về một em NF chuỗi. Con này là NF 8 nha anh em. Đây. Con này là dạng IC 550 nha anh em. Nó ghét đầu máy là ở đó 50 luôn. Rồi thì clip tới đây xin kết thúc nha anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ thì nằm ở cửa hàng chúng em á, thì nằm ở huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp nha anh em. Nằm cạnh quốc lộ này 2. Rồi xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.